những người mở tiệc đại khách. Người đời đều ghét sự tổn hại, nhưng ai ai cũng làm những chuyện gây tổn hại. Người đời đều sợ đọa lạc, nhưng ở đâu cũng gieo trồng nhân đọa lạc. Có người vô cớ bị cha mẹ mắng là đồ chó, lợn, đồ súc vật, liền buồn rầu không vui, giận cha mẹ đã sỉ nhục mình. Đối với cái tên gọi chó, lợn súc vật mà còn căm ghét chỉ sợ bị gán ghép cho mình thì lẽ ra đối với việc thực sự sa đọa làm chó lợn súc vật ắt phải hết sức sợ sệt chỉ e không biết cách nào để dứt khoát tránh xa thế mà chỉ riêng một việc đãi đằng quan khách liền luộc cá nấu tôm mổ gà giết vịt dù biết quả báo nhất định phải chịu khổ đau trong ba đường dữ mà vẫn không chịu tỉnh ngộ như vậy chẳng phải là chỉ ghét cái danh xưng mà không biết sợ mối họa thực sự phải làm xuất vật đó sao? Kinh Lăng nghiêm dạy rằng vì người ăn thịt dê nên dê chết sinh làm người người chết sinh làm dê để trả món nợ ăn dê ăn thịt các chúng sinh khác cũng vậy sinh ra rồi chết đi đời này sang đời khác ăn thịt lẫn nhau cùng tạo nghiệp ác tiếp nối mãi không dứt đức phật không nói lời dối gạt sao có thể ngờ vực không tin cho nên biết rằng mổ gà thì chịu quả báo làm gà giết chó ắt chịu quả báo làm chó lẽ ấy tất nhiên than ôi trước đây cha mẹ mắng ta là chó lợn thì không muốn nhận nay chỉ vì miếng ăn trong miệng của người khác mà tự mình tạo nhân để phải làm chó lợn chỉ vì một lúc vui đùa yến tiệc mà tự mình tạo nhân để phải làm chó lợn đó chẳng phải là điều không nên làm mà đã làm rồi đó sao chồng giết dê hóa ra giết vợ đời bắt tống lưu đạo nguyên từng làm quan huyện lệnh bồng khê sau khi thôi việc về quê một hôm đến chơi nhà họ tần nghỉ lại một đêm nửa đêm nằm mộng thấy một phụ nữ khóc nói với ông rằng tôi là vợ của chủ nhà họ tần này từng đánh chết một người thiếp của ông âm phủ xử tôi sao phải chết để đền mạng lại phải đọa làm thân dê hiện đang bị nhốt trong chuồng Sáng mai sẽ bị giết để đải ông. Thân tôi dù chết cũng đáng tội, chẳng tiếc gì, hiềm vì trong bụng đang có dê con. Nếu lại vì tôi mà chết thì tội của tôi càng thêm nặng. Lưu đạo nguyên đợi đến sáng mới đem chuyện ấy ra nói, thì dê đã bị giết rồi. Cả nhà họ Tần nghe chuyện đều hết sức kinh sợ, liền đặt dê con trở lại vào bụng mẹ, rồi mang ra đồng chôn cất lời bàn. Xưa ở thành xá vệ, có một vị trưởng giả tên là Đô Đề. Một hôm, lúc ông ấy đi vắng, Đức Thế Tôn đến nhà ấy, nhìn thấy một con chó trắng đang nằm trên giường, ăn vụng thức ăn lấy trên bàn ăn. Con chó thấy Phật đến, liền nhảy xuống giường mà sủa. Đức Phật bảo nó, Đời trước, người tham tiếc tài sản, không chịu bố thí giúp người, nên ngày nay phải chịu đọa như vậy con chó nghe vậy ra vẻ buồn giận nằm lì dưới đất không chịu ăn ông đô đề quay về nhà thấy con chó như vậy thì khởi tâm sân hận liền tìm đến chỗ đức phật cật vấn phật dạy con chó ấy vốn là cha ông ngày trước nếu ông không tin cứ về nhà hỏi nó bảo nó chỉ chỗ giấu vàng bạc châu báu thì biết ông đô đề nghe vậy thì vừa thẹn vừa sợ liền theo đúng lời phật dạy về nhà hỏi con chó chỗ giấu vàng bạc châu báu con chó lập tức chạy nhanh đến chui vào dưới giường dùng chân ra sức bới đất quả nhiên đào chỗ ấy lên tìm được rất nhiều vàng bạc châu báu ông đô đề khi ấy mới tin lời phật dạy phát tâm quy y tam bảo vì thế nên đức phật dạy rằng các loài có mạng sống đều có thể là cha mẹ thân quyến từ nhiều đời trước của chúng ta mỗi kiếp sinh ra làm người tất nhiên đều có cha mẹ quyến thuộc từ vô thủy đến nay nếu chúng ta thác sinh qua số kiếp nhiều như số cát một sông hằng ắt phải từng có số cha mẹ thân bằng quyến thuộc của số kiếp nhiều như số cát một sông hằng nếu thác sinh qua số kiếp, nhiều như số cát trăm ngàn sông hằng, ắt phải từng có số cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của số kiếp, nhiều như số cát trăm ngàn sông hằng. Lẽ nào có thể mê muội giết bừa được sao? Lấy như việc con dê của nhà họ Tần, trong lúc bị giết, cả nhà đều chỉ cho đó là một con dê. Người chồng không biết là đang giết vợ để đãi khách con không biết là đang giết mẹ để vui chén cùng người người giúp việc cũng không biết là đang giết bà chủ mình để làm vật nấu nướng cho đến khi sự đã rồi chồng mới biết đó là kẻ trước đây từng chung chăn gối con mới biết đó là người trước đây từng thương yêu bảo bọc mình người giúp việc mới biết con vật có miệng không nói được phải ôm hận mà chết kia chính là bà chủ trước đây từng lo liệu đảm đang việc nhà nhưng đến lúc ấy thì dù có tan xương nát thịt cũng không thể nào chuộc lại được lỗi lầm vãn hồi sinh mạng cho dây kia giá như nhà họ tần có giữ giới không giết hại ắt là chồng đã cứu được vợ con đã cứu được mẹ người giúp việc đã cứu được bà chủ đâu đến nỗi chỉ vì một người khách quen biết sơ sài mà giết hại chính người thân cốt nhục của mình. Cho nên, những ai thường giết hại vật mạng để đãi đằng quan khách, phải biết đau lòng mà nhất thiết từ bỏ không làm nữa. Giết hại quá nhiều biến thành lợn Trong khoảng niên hiệu chánh đức triều Minh, có một người đã đổ cử nhân, gia đình hết sức giàu có, thường giết hại vật mạng, mỗi lần đãi khách giết đến ba bốn con lợn. Một đêm nọ, người này mộng thấy thần thành hoàng hiện đến nói, nhà ngươi giết hại vật mạng không đếm xuể, rồi đây sẽ bị biến thành lợn. Nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, không chịu răng ngừa, trải qua khoảng nửa năm sau, ông ta đột ngột lăn ra chết. Sau khi đã liệm vào quan tài, bỗng nghe bên trong có tiếng động mọi người liền mở nắp quan ra xem thì thấy thi hài đã biến thành lợn lời bàn người đời giết hại vật mạng phần nhiều là để đãi đằng quan khách nhưng không biết xét lại rằng những bạn bè thân mật đó trong khi cùng ta ăn uống thì người nào cũng xưng là thân thiết nhưng ngày sau gặp gỡ trên đường bất quá cũng chỉ chào nhau một tiếng rồi đi nếu gặp hoạn nạn cần người tương trợ thì trong số ấy ngàn người cũng khó tìm được một hai trong khi đó khổ báo trong ba đường dữ do nghiệp ác giết hại thì cõi âm đã định sẵn rồi một khi đến trước điện diêm vương liệu có thể viện dẫn bọn quan khách ấy ra để giảm tội được chăng xét như việc ông cử nhân kia đãi khách ắt không khỏi luôn tự cho mình là hào hiệp phóng khoáng nhiều tình cảm đến khi thi hài bị hóa thành lợn tiếng xấu lan truyền khắp nơi chẳng biết lúc ấy có còn gì là đắc chí khói đen báo trước tai họa ở côn sơn có người họ hứa nhà giàu có tính hiếu khách chuyện ăn uống luôn đòi hỏi phải ngon miệng thịnh soạn nên giết hại vật mạng nhiều không đếm xuể khoảng năm ất dậu thuộc niên hiệu thuận trị trong nhà bếp bỗng xuất hiện một đám khói đen lớn như cái bánh xe bay quanh sân một vòng rồi tan mất không bao lâu sau xảy ra việc quân phương bắc kéo đến vây hãm thành cả nhà ấy có bốn mươi người đều bị giết sạch lời bàn nhà giàu có thì bếp núc chính là nơi hội tụ những oan nghiệp oán hận lớn lao tuy chỉ vuông vức mỗi bề chừng ba bốn mét nhưng tiếng khóc la cầu cứu thường xuyên vang lên trong ấy mẹ con ly tán cũng thường xuyên xảy ra nơi ấy banh gan mổ ruột môi tim móc phổi cũng thường xuyên xảy ra nơi ấy oán khí tích lũy lâu ngày có thể thấy chứa đầy nơi ấy ma quỷ oán hận khóc than tiếng buồn đau vang suốt đêm thâu có khi chúng hiện hình thành ma không đầu, hoặc hiện thân hình đầy máu me, hoặc hiện hình hai mắt nhắm nghiền, hoặc mắt trợn trừng, hoặc hiện hình lắc đầu đập cánh, hoặc phát âm thanh phi phò như phun máu, hoặc tiếng rên rỉ đau đớn, hoặc tiếng than vãn khổ sở. Tất cả đều nghiến răng đấm ngực, nghe nanh múa vuốt, quyết được đối mặt trả oán mới cam lòng cho nên trời đất linh thiên, quỷ thần qua lại đều đã ghi chép tội lỗi đành rành khiến cho kẻ ác lúc sống phải chịu vô vàng nạn khổ chết đi phải đọa trong ba đường dữ không ai có thể cứu thoát được như thế thì chỗ bếp nút kia chẳng phải là nơi hội tụ bao oan nghiệp oán hận lớn lao đó sao những người có lòng hiếu khách phải hết sức thận trọng đừng bước theo con đường này